Hùng Dũng chắc cũng xem trên mạng xã hội rồi đúng không? Các anh em đi nghỉ rất là nhiều. Đỗ Hùng Dũng và các đồng đội tập luyện như này thì làm nào để lấy được cái tinh thần tập trung? Nói chung là em cầu thủ chuyên nghiệp thì cũng quen rồi. Thậm chí là nhiều lúc các cầu thủ cũng phải đá vào ngày mùng 1 Tết nhiều rồi. Cho nên là cũng những cái quãng nghỉ này thì thật ra các cầu thủ đội tuyển quốc gia hay là các đội tuyển ở các đội cầu thủ V-League cũng đang tập luyện. Và mọi người thì đang đây là nghề bóng đá cho nên là miễn là được đá bóng thì bất kỳ ngày nào, ngày lễ nào thì sang nữa thì vẫn luôn luôn được cống hiến cho bóng đá là vui rồi. Ở nhà bố mẹ vợ con có nói gì với Hùng Dũng trong khi tất cả mọi người khác đều đang đi nghỉ, còn gia đình thì đôi khi lại vì chồng đang bận nên là cũng không thể có. Gia đình thì cũng phải thích nghi rồi dần dần thì cũng quen anh ạ. Nói chung là bây giờ thì mạng xã hội phát triển, có thể gọi video call hay là rất là nhiều cái phương thức để có thể gặp gỡ nhau hàng ngày, cho nên là mọi việc nó cũng bình thường thôi ạ. Trong hai ngày tập vừa qua thì có một điều gì đó mới mẻ với Dũng và đội tuyển quốc gia Việt Nam hay không? Và cái điều gì làm Dũng cảm thấy hứng thú nhất trong những cái buổi tập của đội? Trong hai ngày vừa rồi thì đội cũng đón chào những sự trở lại của những cầu thủ chấn thương hoặc là những cầu thủ mà lâu lắm trở lại quốc gia như là Quế Hải hay là Phan Văn Đức và vài cầu thủ mới nữa, thì mọi người phải làm việc thật là nhanh vì cái guồng quay rất là vội vàng, thì chỉ có 3-4 ngày sắp tới sẽ đá rồi, cho nên là các cả cầu thủ cũng như các cả ban luyện làm việc rất là cật lực trong những ngày vừa rồi. Được biết là hôm qua thì đội có một cái trận đấu đối bộ, thì không biết được là cái trận đấu hôm qua chúng có thể chia sẻ một chút xem là cái kết quả của trận đấu hoặc là cái gì mà mình đã học được trong cái trận đấu. Ngày hôm qua thì ban luyện chia ra là hai đội hình, mỗi đội hình đá một hiệp thôi, và cố gắng là làm những cái gì mà cái vừa tập trong hai ngày vừa rồi, đặc biệt trong khoản mà build up hay là tấn công nào đấy, thì ngay chiều hôm nay thì đội đã họp đội để rút kinh nghiệm nhanh nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất để có thể là hình thành cái lối chơi để giúp các đồng đội mới như nhiều cầu thủ trở lại thì bắt nhịp với toàn đội. Đối mặt với một đội tuyển như đội tuyển Nga thì biết là có một cái cách chơi nào nó giúp cho chúng ta gọi là có một cái chiến thế trận tốt không? Với Nga thì đương nhiên là đội tuyển rất là mạnh rồi, thì ban luyện thì đến hiện tại thì vẫn chưa đưa ra cái gọi là cái cách để chơi, nhưng mà có lẽ là phải sát đến ngày thi đấu thì khi mà có băng hình cũng như là một số cái tư liệu về đội tuyển Nga thì sẽ có những cái cụ thể hơn. Còn hiện tại thì vẫn phải tập luyện làm nào đấy để các cầu thủ mới hòa nhập với các cầu thủ cũ trước đã. Đội tuyển Nga chỉ có một ngày để làm quen chính thức với sân thi đấu, thì liệu Hùng Dũng có cho đấy là lợi thế của đội tuyển Việt Nam hay không? Ra với những cầu thủ chuyên nghiệp như đội tuyển Nga thì cái việc có một ngày hay hai ngày thì cũng không quan trọng đâu, vì họ là những cầu thủ là có trải nghiệm đỉnh cao rất là nhiều rồi, thì có thể là do thời tiết sẽ ảnh hưởng đến họ một chút thôi, nhưng mà nghĩ là hai ngày là đủ để họ thích ứng thời tiết. Dũng có thể nói một chút về sự trở lại của Thành Lương trong vai trò của một trợ lý, và Thành Lương là một cái cầu nối như thế nào giữa ban huấn luyện với anh em cầu thủ? Với anh Lương thì thậm chí nhiều cầu thủ đã từng thi đấu cùng anh Lương là đồng đội, và hiện tại thì anh Lương ở một cái cương vị khác, cho nên là cái đóng góp của anh Thành Lương thì sẽ giúp cho các cầu thủ cảm giác gần gũi hơn và làm cái cầu nối giữa ban luyện Hàn Quốc như là cầu thủ người Việt Nam, thì đấy là cái sự gắn kết giữa các cầu thủ như ban luyện gần nhau hơn, thì anh Lương là một cầu nối rất là quan trọng.